Thưa quý vị, thời gian vừa qua, sau hàng loạt sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã bị phanh phui. Quá trình đăng kiểm đã có những đổi mới. Cụ thể từ ngày mùng 3 tháng 6, ô tô đến 9 chỗ, không kinh doanh vận tải khi hết hạn kiểm định sẽ được tự động giãn chu kỳ, chủ xe không phải đưa phương tiện đi kiểm định. Ngày mùng 2 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư số 08/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, diện được tự động giãn chu kỳ kiểm định gồm ô tô chở người đến 9 chỗ, không kinh doanh vận tải, đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày thông tư có hiệu lực mùng 3 tháng 6. Cơ quan đăng kiểm phải tự động cấp xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định cho phương tiện. Việc cấp giấy xác nhận gia hạn chu kỳ kiểm định cho những phương tiện nêu trên có hiệu lực đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2026. Tính toán của Bộ Giao thông Vận tải cho thấy, có hơn 1,6 triệu phương tiện được tự động xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận. Tem kiểm định thêm 6 tháng mà không cần phải đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, dự kiến có hơn 1,9 triệu xe ô tô đến 9 chỗ, không kinh doanh vận tải, được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị đăng kiểm tập trung nhân lực và cơ sở vật chất để phục vụ ô tô quá hạn nhưng chưa được kiểm định, đồng thời giải quyết được ùn tắc, đảm bảo sớm đưa phương tiện vào khai thác vận tải. Theo thông tư mới, việc tự động giãn chu kỳ kiểm định không áp dụng cho các trường hợp giấy chứng nhận tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày 3 tháng 6. Các xe diện này vẫn phải đến trung tâm kiểm định để được cấp tem cấp giấy. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, gần 155.600 phương tiện đang nằm trong diện quá hạn kiểm định cơ quan đăng kiểm sẽ tổ chức tra cứu thông tin về thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, cung cấp tài khoản để chủ xe có thể tra cứu tiếp nhận. Giải thích nguyên nhân thông tư chỉ áp dụng cho xe dưới 9 chỗ, không kinh doanh vận tải. Lãnh đạo Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, đây là nhóm xe cá nhân, cường độ sử dụng không nhiều. Việc chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa của chủ phương tiện tốt hơn so với loại phương tiện kinh doanh. Tỷ lệ đặt ngay từ lần kiểm định thứ nhất của nhóm này cao, khoảng 95% tổng số xe như vậy dù không kiểm định lại xe trước khi giãn chu kỳ thì vẫn đảm bảo an toàn